dàn người đẹp bưng lễ trong đám hỏi Cao Thiên Trang. Ngô Bảo Ngọc, Xuân Hạnh, Vũ Thúy Quỳnh và các thí sinh Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 bưng mâm lễ trong đám hỏi Cao Thiên Trang và chồng doanh nhân, hôm 18 tháng 1. Đám hỏi người mẫu Cao Thiên Trang, 31 tuổi, diễn ra tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô mời nhóm bạn thân toàn, chân dài đến chung vui, giúp đón tiếp khách mời và bưng mâm lễ. Dàn bưng lễ trang điểm tươi tắn, diện áo dài xanh minh bên cô dâu mặc trang phục nền nã từ nhà mốt song toàn. Cao Thiên Trang cho biết họ đều là những người bạn thân thiết, gắn kết với cô sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam hồi cuối năm 2023. Người đẹp cũng nói thêm cô tổ chức đám hỏi dịp cuối năm nên cập rập, không báo tin cho nhiều đồng nghiệp mà hẹn họ ở lễ cưới tại Đà Lạt dự kiến diễn ra sau Tết. Chú rể của Cao Thiên Trang là Đỗ Tiến, 32 tuổi, quê Hưng Yên. Á quân Việt Nam Snet Top Model 2012 miêu tả hôn phu, làm kinh doanh nên ít nói, thường bày tỏ tình cảm bằng hành động. Dàn bưng lễ nhà trai gồm bạn bè, anh em của chú rể. Cao Thiên Trang và Đỗ Tiến làm lễ gia tiên trước khi ra chào khách. Người đẹp cho biết bố cô đã mất, chỉ còn mẹ lo cưới hỏi cho con gái nên cô càng xúc động, quyến luyến gia đình khi sắp theo chồng. Cô dâu được mẹ chồng tặng hồi môn là khuyên tai, dây chuyền, nhẫn vàng. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc với chú rể bằng nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của mọi người. Sau đám hỏi, Cao Thiên Trang theo Đỗ Tiến ra Bắc để thực hiện các nghi thức phía nhà trai. Tiếp đến, họ làm 3 đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên và Đà Lạt. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.